Hi, xin chào tất cả các bạn ha. Mình là Jack Gaming. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho những cái bạn mà mới chơi cách mà các bạn kiếm silver hiệu quả nhất nha. Tại vì silver là một trong những cái tài nguyên ở trong cái game này mà các bạn làm gì cũng phải cần tới nó. Thì đây, thì mình sẽ có ba cách hôm nay để mình hướng dẫn các bạn ha. Thì cách đầu tiên đó các bạn, thì mình sẽ vào cái campaign ha. Thì thường á là mình sẽ sử dụng cái level cuối cùng của cái campaign, thì tùy theo các bạn ha. Nếu mà các bạn mới chơi á thì có thể các bạn chỉ đánh được hard hoặc là normal thôi. Thì các bạn cũng hard thì các bạn vô cái level cuối cùng là cái màn 12 Brimstone Path này ha. Thì các bạn đánh cái màn 12 này, thì mình á thì mình sẽ đánh cái 12 12.3 ha, cái seed 3 này. Thì cái seed 3 này á nó sẽ cho mình cái khiên á, thì khi các bạn bán á thì nó sẽ được nhiều tiền hơn những cái khác ha. Nó không có nhiều nhưng mà thí dụ các bạn đánh số lượng nhiều đi thì cái khác biệt một ít đó nó cũng sẽ làm cho các bạn kiếm được nhiều silver hơn. Tại sao mình không đánh Nightmare? Thì tại vì Nightmare các bạn đánh thì ok. Cái lượng silver tại vì nó thường thường nó sẽ cho cái đồ cái level 2 cao hơn, thì các bạn đánh như vậy á thì bán sẽ được nhiều hơn, nhưng mà có điều là các bạn sẽ sử dụng cái năng lượng nhiều hơn đó. Cái năng lượng nó rất là mắc ha. Thì đây, cái Nightmare thì nếu mà các bạn đánh thì tới 16 năng lượng lên nha. Còn cái kia thì có 8 thì nó gấp đôi lên, nhưng mà cái lượng silver các bạn kiếm được thì nó không có nhiều hơn gấp đôi. Cho nên đó là lý do tại sao mình đánh cái Brutal. Brutal là coi như là tốt nhất ha. Ok, thì mình sử dụng cái Brutal, mình đánh cái màn 3. Tại sao mình không đánh màn 6? Màn 6 này á thì mình sẽ có được cái điểm kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà cái silver khi mình bán cái đôi giày này nó lại không nhiều bằng cái này ha. Tại vì mình cần silver cho nên mình sẽ đánh màn 3, còn bạn nào cần kinh nghiệm á thì đánh màn 6 nha các bạn. Ok. Thì đây, mình sẽ sử dụng con fail hao của mình ha. Thì fail hao này, con này nó có thể farm cái màn này trong vòng 5 đến 6 giây thôi. Thì song song vào đó mình sẽ bỏ vô những cái con food champion để mình vừa có thể kiếm silver, mình vừa có thể tăng cấp mấy con này luôn ha. Thì mình chỉ sử dụng phương pháp này khi mà mình cần tăng cấp những cái con lính của mình hay những cái con champion của mình hoặc là những con food. Giống như có cái champion training tournament hoặc là những cái gì mà mình cần tăng cấp đó. Thì đây, đây là cách hiệu quả ha, vừa tăng cấp vừa có silver. Thì mình sẽ đánh thử cho các bạn coi một một vài lần ha. Đây con fail house của mình build con fail house này cũng dễ rồi các bạn. Nếu mà các bạn mà chơi cái game này khoảng được vài tháng rồi á mà có con fail house á thì build nó cũng không có đến nỗi quá khó đâu. Đây mình sẽ bán cái này ha, những cái này là dùng để bán hoàn toàn, không có sử dụng để làm gì hết. Thì nếu mà các bạn có muốn mình hướng dẫn cho cái cách build con fail house này á thì comment ở dưới ha, để mình làm cái video cụ thể để mà hướng dẫn bạn build con fail house đó. Thì rất là nhanh ha, có 5 giây thôi. Đây thì các bạn tăng cấp, các bạn kiếm silver. Ok, đó là cách đầu tiên nha các bạn. Đây cách thứ hai, cách thứ hai á, thì trong trường hợp mà giống như là nó có cái trong cái tournament này nó có cái giống như là đánh cái con nhện vừa có đánh con nhện nha, thì thường thường là mình sẽ sử dụng giống như một cái mũi tên mà trúng hai ba đích vậy đó. Thì đây, ví dụ nó có cái tournament để đánh con nhện mà mình cần silver đó, thì mình sẽ đánh cái con nhện, mà con nhện nó là cái cách để các bạn đánh kiếm được nhiều silver nhất nha. Thì đây mình có cái team đánh cái level 25 trong vòng 44 giây. Đây cái team của mình đây, rất là cái team này rất là free to play ha. Cái con Yumeko này á các bạn không cần phải có nó đâu, mà các bạn có thể sử dụng con Renegade ha. Đây Renegade là con này, nó cũng giống nhau thôi, không cần level up gì hết, chỉ cần level 30 cũng được nữa các bạn. Rất là dễ build ha. Đây mình sẽ show với con Renegade là trong này Raven ha. Đây con này là con Rare Void Champion ha. Thì cái skill thứ ba của nó thì nó tương tự giống như con Yumiko. Yumiko thì cooldown 3 turn, còn con này là cooldown 2 turn, nhưng mà cũng đủ rồi bạn, 2 turn là đủ. Thì sử dụng con này thay thế Yumiko vẫn được bình thường nhé. Đây thì để mình sẽ chạy một hai lần cái spider của mình để cho các bạn coi.
Farm Spider là nhiều nhiều silver nhất các bạn, không có cái nào nhiều hơn bằng cái Spider này hết. Thì đây, cái này sẽ tốn trong vòng 40-50 giây gì cũng khá là nhanh. Còn các bạn nhìn cái con Pentagon của mình level 20 thôi, nó không cần phải level up gì hết, nó càng thấp level càng tốt, level càng thấp càng tốt nha các bạn. Thì nó có cái unkillable đó, thì mấy con nhện tấn công nó, tại vì nó là ít máu nhất trong cái team này, thì mấy con nhện tấn công nó thì nó sẽ không chết, xong rồi nó burn cái con nhện bự này ha. Đó thì mình sẽ cần con Pentagon, mình sẽ cần một cái con nào mà nó có AoE HP burn hết các bạn, thì mình sử dụng cái con Mordekaiser này ha, con này hoặc là con Aegon the Seer hoặc là con Tyrant. Chung là bất kỳ con nào mà nó có AoE burn là các bạn đều có thể sử dụng được ha. Hai con Cold Heart nha các bạn. Nếu mà không có hai con Cold Heart này thì mình cũng có phương án thay thế. Thì nếu các bạn muốn mình làm cái video riêng về cái team này á thì các bạn comment ở dưới ha. Thì thường các bạn bán những cái accessory này nè, rất là nhiều tiền nha, 52. Ok, thì thường là những cái nào mà level 5 hoặc là những cái blue hoặc là những cái substat của nó mà không tốt rồi mình bán hết, mình lấy silver thôi. Ok, thì đó là cách thứ hai và là theo mình nghĩ là cách kiếm được nhiều silver nhất. Cách thứ ba thì các bạn vô cái force. Force này á mình sử dụng khi mà nó có cái clan v clan tournament ha các bạn. Clan v clan tournament đó thì khi bạn vô cái force này á thì các bạn vừa có thể kiếm silver mà vừa có thể là kiếm được điểm của clan v clan nữa ha. Thì đây mình sẽ làm mẫu cho các bạn. Thì mình sử dụng những cái gear nào mà mình không sử dụng các bạn, giống như force buy này nè, mấy cái này mình đâu bao giờ sử dụng đâu, mấy cái gear này hoặc là những cái level thấp giống như 4-5 hoặc là 3-4 nè, mình không có sử dụng. Thì mình cứ bỏ vô đây mình dùng 30.000 này ha, các bạn để ý 30.000 silver này ha. Đây đây mình sẽ bán hết tất cả những cái này, bạn bán đây thì 37.000 không, mình bán một cái là mình đã có lời đó, mình bán hết. Ok, thì đây là cách mà vừa cho các bạn silver rất là nhanh nha, mà vừa có thể cho các bạn điểm khi mà các bạn sử dụng ở trong cái clan v clan tournament nữa. Thì cách này là cách mình thích nhất, vừa nhanh vừa hiệu quả mà vừa có điểm ở trong cái clan v clan. Tại vì clan v clan đó là nhiều clan quy định là các bạn phải có một cái số điểm nhất định nào đó, giống 100.000, 150.000 gì đó, thì các bạn để dành những cái phần những cái game mà bạn không xài tới đó, thì các bạn sẽ vừa có silver vừa có điểm ha. Thì đó là ba cách mà mình thấy là tìm silver ngon nhất các bạn. Thì những cái cách khác giống như đánh dungeon hoặc là làm nhiệm vụ, thì làm nhiệm vụ cũng ok nhưng mà thấy không có nhiều. Đánh dungeon đó thì chủ yếu là kiếm gear thôi chứ không phải là silver ha. Kiếm trang thiết bị thôi chứ không phải silver. Rồi thì vậy thôi các bạn, cái video ngắn gọn vậy thôi. Thì các bạn nếu mà có ý kiến hoặc là có những cái recommend những cái nào mà video nào mà liên quan tới muốn mình làm về những cái mảng nào liên quan tới game này á, thì các bạn comment ở dưới ha. Cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn thích cái video này thì các bạn cho mình một like ha, tại vì YouTube nếu mà cái video nhiều like thì nó sẽ giới thiệu cho những người khác cùng xem, để anh em Việt Nam mình cùng chơi game này, cùng trò chuyện, cùng phát triển hay các anh em. Rồi, cảm ơn nhiều nhé.